Mềm chích giữa cha, giữa đầu luôn, giữa cái đầu luôn. Bay mất tiêu luôn rồi trời. Má mũi chưa kịp đập nữa bay. Chào mọi người, lại là Thuận đây. Tiếp tục cho anh Quỳnh nha mọi người ơi. Giờ là nửa đêm mà Quỳnh đang ngủ bên phòng bên bển á. Thì hả, hôm nay mình phải cho Quỳnh mắc ngủ một đêm nữa nha mọi người. Mình phải cho anh Quỳnh tiếp tục. Mũi, con mũi này, con mũi này. Đây nè mọi người ơi, mọi người nghe thấy cái tiếng quen quen không? Đây là tiếng mũi kêu nha. Thì hả, mọi người chắc đã một tuần, đã từng bị mấy con mũi này quấy gói không ngủ được rồi đúng không? Thuận cũng đã từng mấy con mũi này thà nó chích mình thì mình đỡ khó chịu hơn. Cái lúc mà nó kêu quăng quẳng bên tai mình buồn ngủ nữa đấy, thì cực kỳ là khó chịu, bực tức với con mũi này luôn. Thì hôm nay mình quyết định dùng cái tiếng mũi kêu này để mình cho Quỳnh mắc ngủ nguyên một đêm luôn nha mọi người. Chắc chắn là cái tiếng mũi này mọi người ai cũng đã từng bị nó quấy gầy giấc ngủ rồi sẽ biết cái cảm giác của nó là như thế nào nha. Cảm giác của nó rất là bực bội khó chịu luôn. Thì nói chung là ngủ không được mà nó còn kêu o o bên tai nữa nè mọi người. Cái tiếng của nó nè, nghe là muốn đập rồi. Thì ok, mình sẽ dùng cái tiếng mũi này cho anh Quỳnh. Mọi người muốn biết phản ứng của Quỳnh ra sao á thì nhớ xem hết video mình này. Mà trước khi vào video á thì mọi người thấy không, sau lưng Thuận không, sau lưng Thuận rất là nhiều nước hoa, cởi nước hoa. Cái này là mình đang ngồi trong shop nước hoa của mình nha. Thuận có kinh doanh nước hoa chính hãng nha mọi người. Thì mọi người nào muốn xài nước hoa mà yêu mến Thuận, muốn ủng hộ Thuận á thì nhớ mua nước hoa ủng hộ Thuận nha. Thì bên Thuận có bán những chai chiết nhỏ nhỏ như thế này nè. Những chai chiết 10ml có giá từ 280, 300, 350, 400, 500 đều có nha mọi người. Những chai chiết 10ml nha, của nước hoa chính hãng mình chiết ra nha. Mình chiết từ trong chai chính hãng chiết ra. Thì mọi người có điều kiện thì mọi người mua ủng hộ Thuận nguyên một chai full cũng được. Mà mọi người không có điều kiện thì mọi người có thể mua ủng hộ Thuận giúp Thuận một chai chiết nha. Thì ok. Thì bây giờ thì mình sẽ qua mình đặt góc quay, mình cho anh Quỳnh bằng cái tiếng mũi này. Nói nghe mới nãy giờ nghe cái tiếng mũi thấy ngứa ngứa người. A few moments later. Trời, nó bay vào vàng của em hoài à.
thử uống gì được mũi thôi. Thôi em gán em ơi, gán ngủ á. Ngủ chết rồi trời. Thôi gán ngủ. Tại mùa mưa gán xỉu hay mùa mưa mũi nhiều thì cái đó là điều đương nhiên rồi. Mưa mà thôi gán ngủ ơi. Mùa mưa mũi nhiều em, mùa mưa mũi nó sinh xây sinh sôi để nở đó. Xây nhà nó xây tổ ấm thôi. Nhà nào cũng vậy à, bay vô nhà nó chích dữ lắm. Xạo chó, xạo chó. Gán ơi. Xịt quá chết luôn, chịu nổi rồi. Ai nhức cái đầu. Chích ngày đích nè. Nó bu em không vậy trời. Chích ngày đích tình muốn chết luôn nha. Chích muốn sừng cái đích lên luôn nha. Mệt trời luôn. Ơi. Mũi quá trời luôn. Anh nghĩ sao ngủ mà anh mở đèn gì vậy? Anh mở đèn hèn gì mũi nó bu vô nó chích em không à? Mới nãy tắt đèn mũi nó chích quá anh mới mở đèn lên á. Anh tắt đi. Rồi xíu nữa đi. Ngủ đi, ngủ say sưa đi, xíu hết mũi mới tắt được. Anh chích cái kiểu này mà anh đi mua mùng luôn đi. Chứ để gì nó chích bệnh chết luôn á trời. Thôi gán đi em, gán ngủ hết đêm nay rồi ngày mai anh mua cái vợt mũi về cho em vợt nó. Mùa mưa mà, mưa nó sinh sôi để nở mà. Mà chịu kêu anh đóng cửa sớm không đóng, đóng trễ mũi bay vô kìa. Mùa mưa đường nào cũng bay vô được em ơi. Mùa mưa mà nó bay dữ lắm. Mới nãy chích vô ngay hán em luôn hả? Chích ác thiệt, mũi chích ác thiệt. Bay ngay hán chích đập cái bụp luôn. Ý ngờ có xà lông ăn à. Ý ngờ có xà lông ăn à. Thôi ráng ngủ á. Ráng ơi. Sắp hết máy rồi đó. Em im im nha. Con mũi bự lắm. Trời ơi. Chết mẹ bay mất tiêu ra ngoài. Ba cái dù mà trời. Ủa anh nhớ mặt với em hả? Thì con mũi cho á đổi mặt em mà. Anh biến ra chỗ khác nha. Em ngủ không được lên bực bội rồi đó. Đừng tới anh nữa nha. Đến đập giùm em thôi. Ai mượn vậy? Rồi mũi đâu? Ba chưa kịp đập là ba mất tiêu rồi. Vừa dơ lên thấy động tĩnh là ba. Anh đừng tà lanh nha.
Mấy mũi đang bực á. Mấy mũi này nó có trí khôn em ơi. Mấy mũi này có trí khôn thiệt. Ôi ghê trời. Vô tính đập nó vai ngoại rồi sao đập. Mũi này trí khôn quá à. Ơi khoan 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 khoan, con mũi này nó rít nguyên một bụng máu luôn rồi. Nó chạy. Em không thấy ngứa luôn hả? Ra ra ra. À, ôi yeah. Rồi ba hai cái dù mẹ rồi. Cái mũi này ác thiệt. Cái gì thiệt á? Em không thấy ngứa mặt em hả? À chắc nó trước khi nó chích là nó tiêm miếng thuốc tê vô em rồi. Mũi này nó có chí khôn. Anh mũi, biến ra chỗ khác cho em nha. Mũi mùi mưa mũi dằn đó. Mùa mưa mũi dằn chích bệnh sốt huyết lắm á. Mũi đâu không thấy. Anh đập hơn gác mặt chết vậy đó. Anh biến đi. Mũi mới nãy giờ bay quá trời luôn không thấy. Anh tắt đèn đi. Anh mở đèn nó mới bu, mấy cái đường nó bu lại chích tôi nè. Anh tắt đèn đi. Thôi xíu đi. Đã nói tắt đèn là nó bay dữ lắm, nó chịu à, tắt rồi đúng không? Tôi kêu là tắt, nghĩ sao ngủ mở đèn. Mở đèn mới còn mũi mấy cái đường chích á. Tắt đèn là nó mù luôn hả ta? Tắt đèn là nó không có thấy đường. À đúng rồi, mà con mũi đâu có giống người đâu em. Nó có mắt nhìn xuyên bằng đêm mà. Anh có phải là mũi không anh biết? Khoa học người ta nói vậy đó, mũi nó bay đêm, nó bay dù 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 dù, nó chích như gì vậy đó, dưới quê không biết cái gì hết trời. Tắt đi mệt quá anh. Bà đặt tắt mũi, tắt đèn con mũi nó không thấy đèn, không thấy đường nữa. Đi đi, mà anh đi mua mụn văn cho tôi đó trời. Rồi thôi ngủ đi, ráng ngủ đi. Mũi chích con sao em? Ngủ đi, ráng đi. Trời ơi. Mũi mũi gì đâu quá trời mới cho. Nó tắt đèn hết cho. Cãi cho. Cãi cãi cãi. Đèn chết nó bay dù dù luôn kìa. Quỷ mũi này chứ. Anh mở đèn lên đây. Anh mở đèn lên đi. Nói rồi cãi. Mũi nó bay cỡ đó mà tắt đèn. Mũi càng tắt đèn nó càng khoái á. Ôi trời mấy con. Ra đây. Ra đây. Ôi trời. Em. Chích giữa chắc, giữa đầu luôn, giữa lên đầu luôn. Bay mất tiêu luôn rồi trời. Má mũi chưa kịp đập nữa bay. Mũi cô cũng sợ. Anh giỡn mặt với tôi hả? Giỡn thiệt đó, chưa kịp đập nữa lâu ai mất tiêu rồi. Phải không vậy? Có đâu thấy con nào đâu trời. Má bay nhanh vậy trời. Vừa một đèn lên vừa phát hiện là bay mất tiêu trời. Má mũi bay ào ào bay vù vù luôn quay. Bay mất tiêu luôn. 1-2 giờ sáng rồi. Cho tao ngủ với mũi ơi. Cúng mày. Má sợ rồi. Hết chỗ ngồi rồi. Thôi là chờ phải kiếm cái gì tiêu diệt mấy con quỷ mũi mới được. Ngủ ơi, nằm gán ngủ thêm xíu nữa đi. Bài hết rồi. Xịt quá thì xịt trời.
Đi uống gì? What the hell? Tự tình nó mai thôi quá à. Vãi thì xịt luôn trời. Trời ơi, con quá à, đứng lên đó. Đi ngay hả? Tiến tới bớ tụi bay luôn. Quên nổi khùng luôn mọi người. Sệt quá sệt bên kia. Nổi khùng lên luôn rồi. Chắc ngày mới kêu mình đi ra mua cây dạt mũi đó. từ nay chắc ám ảnh mới có mũi luôn rồi. Mơ bảo là ảnh kêu mình đi ra mua mồm mua vợ luôn. Đang lùn sụt mới có mũi. Sạch tùm lum mà đang ngủ mà sạch mình ho mình sặc luôn trời. Đang ngủ muốn điên luôn rồi. Gọi là đang buồn ngủ gì đó là cũng gần 1:12:37 sáng mọi người. Lực quảo lắm quảo rồi đó. Đang ngủ mà cứ nghe tiếng mũi kêu mỗi người nhìn nè. Không, 00:37 nha. À, để xác lại sẵn mọi người nhìn không thấy nè. Cái này là Hưởng nói đúng luôn. Mình chọn ác không à? Mình chọn hả? Chọn giờ linh không nha mọi người. Gọi là giờ mà khùng luôn rồi. Gọi là đánh mắt giấc ngủ. Quảo mấy con mũi quá. Lùn sụt nó ở bên đó. Thiếm sạch quá trời luôn mọi người thấy không? Ok. Mình đã cho mình thấy cảm giác ám ảnh với mấy con mũi là sao. Nói chung là trong mọi người đang xem video này chắc cũng đã từng bị mấy con mũi này quấy rầy. Mũi nó chích thì không sao mà nó kêu cái tiếng này chịu không nổi đâu mọi người ạ. Nếu mà mọi người thấy video Thửng cho hay á thì hả mọi người nhớ giúp Thửng một đăng ký kênh nha. Còn bây giờ thì khoan, mọi người khoan tắt nha, cho Thửng giới thiệu một số khoa sách Thửng nha mọi người. Thấy không? Sách Thửng rất là nhiều nước hoa để trên cởi. Một số trưng bày rất là nhiều, bên mình thì lấy nước hoa chính hãng nha mọi người. Thì nói chung là mọi người thông cảm Thửng, Thửng làm video. Nói chung YouTube mình lãnh lương rất là thấp, nên mình có kinh doanh bán hàng thêm. Đây là nước hoa chính hãng, những thương hiệu lớn như là Versace, Chanel, Dior, Gucci đều có hết. Thì mình phải kinh doanh thêm mình mới đủ trang trải cuộc sống. Thường thì Thửng rất là ít quảng cáo nước hoa, giới thiệu nước hoa cho mọi người ở mấy clip đầu video. Mọi người xem clip của Thửng tới cuối video Thửng mới giới thiệu. Không, tại vì nói chung là mình làm video ra cho mọi người xem. Thì mình muốn mọi người xem một video hay nhất có thể, chứ mình không có muốn chèn quảng cáo vô để mọi người coi mắt hứng á. Nhưng mà cái này là cái công việc của Thửng, lâu lâu thì Thửng cũng có phải chèn vô để mình kinh doanh, mình bán thêm, mình kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống mà mọi người. Nên mình mới giới thiệu nha. Bởi vậy đó, mình làm video rất là có tâm cho mọi người xem. Thì mọi người xem video đó, thì nói chung là cũng không có mắc tiền gì hết. Thì mọi người có xài nước hoa, mọi người ủng hộ Thửng, yêu mến Thửng thì ủng hộ Thửng, Thửng rất là cảm ơn mọi người nha. Nước hoa của Thửng thì có tất cả rất là nhiều giá tiền, từ 1,000,000 tới mấy triệu cũng có tại nước hoa chính hãng nha mọi người. Thì mọi người có thể chọn phương án là mọi người mua ủng hộ không. Mọi người không có được điều kiện để mua full một chai như thế này. Mua full một chai như thế này thì mọi người ủng hộ em Thửng một chai 10ml là Thửng rất là mừng nha mọi người. Mọi người giúp Thửng 10ml. 10ml này là có tùy theo loại có giá từ 100 mấy, 280, 300, 350, 400, 500 đều có hết nha mọi người. Tùy theo mọi người mua cái loại nước hoa nào,
không? 10 mil này có giống như 10 mil này đi của CK thì có trăm mấy thôi. Giống như mọi người mà muốn xài mấy chai dữ dữ như Dior thì 300-400 nha, 10 mil. Nói chung là cũng vừa túi tiền mỗi người, có gì ủng hộ Thuận để Thuận trang trải cuộc sống, làm video cho mọi người xem thường xuyên hơn nha. Nếu mà mọi người muốn mua nước hoa thì liên hệ số điện thoại của Thuận là 0909 134 921 nha. Còn bây giờ thì mình ra mình coi bà xịt xong rồi bà làm gì luôn rồi, ở trong đó họ ngợp chết hết chứ. Chồng người ra ra coi mình sao rồi.